Xin chào anh em quay trở lại với kênh Giai Điệu. Mình là Huân và mình chuyên làm nghề tóc nam. Và chủ đề của video ngày hôm nay đó là nói về việc làm thế nào để các bạn có thể hồi phục lại những cái sự hư tổn trên mái tóc của các bạn. Mặc dù mình đã từng có một video về chủ đề này trước đây rồi, nhưng mà mình nghĩ rằng nó đã khá là lâu, vì thế nên nó không đầy đủ và có thể có phần hơi khó hiểu. Nhưng video ngày hôm nay sẽ là một video đơn giản, dễ hiểu hơn và mang tính thực tế cao hơn, bởi vì mình đã theo dõi rất là sát sao toàn bộ quy trình chăm sóc tóc của mình trong suốt một năm vừa rồi. Mình là một người mang chất tóc cứng, tóc mình có phần hơi bị bông xù, và nếu như mà không chăm sóc cẩn thận ấy thì mái tóc của mình sẽ rất là dễ dàng biến thành mái tóc dễ che. Trên hình hiện tại thì trông nó khá là suôn mượt, nhưng mà bản chất tóc của mình thì nó vẫn hoàn toàn không thay đổi. Có một câu nói mà đến tận bây giờ, mỗi khi mà mình đi cắt tỉa tóc thì mình vẫn luôn nghe được: sao mái tóc của anh hư rồi thế? Sao tóc của anh giờ này khô sơ thế? Anh nên sử dụng thấp, anh sẽ nên sử dụng dưỡng và là các kiểu để cho tóc nó xuân mượt đi. Phải chia sẻ thật với các bạn rằng, dù là mái tóc của mình có được hấp, có được dưỡng tốt chừng nào đi chăng nữa ấy, thì nó cũng chỉ được một thời gian thôi, tầm 1 tháng hay thậm chí là 2 tháng thì mái tóc của mình vẫn sẽ trở về cái trạng thái như ban đầu. Vậy thì tại sao những lần đi cắt tóc gội đầu của mình thì những bạn gội đầu luôn nói rằng mái tóc của mình hư tổn quá? Rất là đơn giản, bởi vì họ sử dụng những cái loại dầu gội không phù hợp với chất tóc của mình, thường là có chất tẩy khá là cao, thế nên là khiến cho tóc của mình dễ bị khô, dễ bị xù sau mỗi lần gội. Đương nhiên là ở nhà thì mình sử dụng những sản phẩm khác, những sản phẩm nó phù hợp với chất tóc của mình hơn, thế nên là cái hiện tượng tóc bị khô, bị xù, bị sơ rối gần như là không xuất hiện. Làm thế nào để các bạn có thể kiểm tra được mái tóc của mình có bị hư tổn nặng hay không? Thì mình sẽ nói qua một chút về cấu trúc của sợi tóc. Sợi tóc của chúng ta, cấu trúc của nó sẽ gồm 3 lớp: lớp biểu bì bên ngoài chiếm đến 70%, lớp giữa và lớp tủy. Thì các bạn chỉ cần quan tâm đến đúng duy nhất là cái lớp biểu bì thôi. Cái lớp biểu bì này sẽ quyết định xem là cái tóc của chúng ta nó có suôn mượt hay không, hay là nó bị cứng, nó bị xù. Lớp ngoài cùng của sợi tóc được tạo thành bởi những cái lớp biểu bì được xếp với nhau giống như hình vẩy cái các bạn. Khi mà tóc của chúng ta bị hư tổn, nghĩa là những cái lớp biểu bì này nó không được khép kín một cách hoàn toàn, nó sẽ bị bung ra. Khi mà các bạn vuốt ngược sợi tóc, các bạn cảm thấy chúng ta vuốt rất là trơn tru, rất là mượt, rất là đanh, nghĩa là tóc của các bạn lúc này hoàn toàn không bị hư tổn hoặc là có rất ít hư tổn. Còn nếu như khi mà các bạn vuốt ngược sợi tóc mà các bạn cảm thấy nó hơi bị rít rít, nó hơi bị gợn gợn, nó sần sần ở tay, nghĩa là tóc của các bạn lúc này đang có vấn đề, đang có một chút sự hư tổn. Và qua những cái thói quen sinh hoạt hàng ngày sẽ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của sợi tóc. Mình có thể kể đến ví dụ như chúng ta sử dụng những cái loại dầu gội có chất tẩy quá mạnh, nó sẽ làm cho cái lớp biểu bì này nó bị bung ra. Hay là chúng ta sử dụng nhiệt độ sấy quá cao, hoặc là chúng ta để đầu trần phơi nắng ở ngoài đường, tia UV cũng là nguyên nhân hủy hoại cái lớp biểu bì ở bên ngoài. Cũng có một số thói quen khác, ví dụ như là lau tóc quá mạnh này, hay ngủ trên một chiếc gối có cái lớp vỏ quá cứng, hoặc là chúng ta sử dụng hóa chất, ví dụ như là uốn, nhuộm, tẩy tóc. Tất cả những thứ vừa rồi nó đều có khả năng tác động tiêu cực đến với cái lớp biểu bì ở trên sợi tóc của chúng ta. Và khi cái mức độ hư tổn nó trở nên quá lớn rồi ấy, tóc của các bạn sẽ dần chết đi, không thể nào hồi phục lại được đâu các bạn ạ. Mặc dù bây giờ chúng ta đã có những cái công nghệ, ví dụ như là khép cái lớp biểu bì lại, hay là người ta sử dụng những cái silicone hoặc là những cái chất khác để chám, để bọc bên ngoài sợi tóc để khiến cho tóc nó trơn, nó mượt hơn, nó cũng chỉ được một thời gian thôi. Cùng lắm, căng đét lắm là được 1-2 tháng rồi tóc của các bạn nó sẽ đâu lại về đấy. Ở trên TikTok cũng có một số bạn thác mình vào một số video dưỡng tóc bởi những cái mẹo mà không được chứng minh thực tế. Ví dụ như là dưỡng tóc bằng bia, dưỡng tóc bằng trứng gà, hay là cá tính hơn có bạn dưỡng tóc bằng mayonnaise. Có thể nó khiến cho tóc của các bạn mượt lúc đó, nhưng sau một thời gian thì tóc của các bạn nó sẽ lại quay về cái mức độ hư tổn ban đầu thôi. Hiện tại chúng ta chưa có cách nào để phục hồi mái tóc một cách hoàn toàn, nghĩa là nó sẽ duy trì được hiệu quả lâu dài. Mình đã sử dụng cách nào để có thể dưỡng cho mái tóc của mình suôn mượt trở lại? Rất là đơn giản thôi các bạn ạ. Đấy là mình bảo vệ những cái phần tóc chưa bị hư tổn. Còn những cái sợi tóc mà nó đã bị hư tổn rồi, nó thông thường là cái phần ngọn tóc,
thì mình sẽ loại bỏ nó thông qua việc cắt tỉa tóc hàng tháng. Sau một khoảng thời gian dài, khi mà mình đã loại bỏ hết phần tóc hư tổn đi rồi và mình bảo vệ được những cái phần tóc mà nó chưa bị hư tổn ấy, thì mái tóc của mình càng ngày nó càng trở nên suôn mượt, mềm mại và dễ bảo hơn rất là nhiều. Mình sẽ ưu tiên lựa chọn những cái sản phẩm dầu gội có mức độ tẩy rửa nhẹ và có chất dưỡng ẩm glycerin trong đó. Nói đến dòng sản phẩm tốt nhất thì đó là First Hand Hydrating. Tiếp đến với một sản phẩm có mức giá rẻ hơn, đó là Sài Gòn Hustler 2-in-1 vừa gội vừa xạ. Đây là một cái sản phẩm vừa có thể cung cấp độ ẩm cho mái tóc và vừa bọc khóa độ ẩm bảo vệ cho tóc của chúng ta. Mình nghĩ rằng ở trong phân khúc giá rẻ thì đây là sản phẩm số 1 dành cho những người có chất tóc khô sơ, hư tổn. Như mình đã nói thì cái việc sấy nó cũng sẽ khiến cho tóc của các bạn bị hư tổn. Vì thế nên mình nghĩ rằng các bạn nên sử dụng xịt tạo phồng Freestyle. Và Freestyle tốt nhất dành cho tóc hư tổn mình nghĩ rằng đó chính là Rusal Grooming Tonic. Khi mà các bạn sử dụng sản phẩm này, ngoài công dụng bảo vệ tóc khỏi nhiệt độ của máy sấy thì cái sản phẩm này nó khiến cho tóc của các bạn trở nên mượt mà ngay lập tức. Dù tóc của các bạn đã qua hóa chất như là uốn hay là nhuộm, với một cái dung tích mình nghĩ rằng dung tích rất là lớn, mình sử dụng đến năm nay là năm thứ 2 rồi vẫn không thể nào hết được cái chai này, cực kỳ chất lượng ở trên mức giá của nó. Một số sản phẩm dưỡng khác ví dụ như là Moroccan Oil, sử dụng cái sản phẩm này xong ấy, mình có cảm giác tóc mình nó bị mượt quá, nó hơi bị nữ tính. Các bạn có thể sử dụng cái sản phẩm này nếu như mà các bạn muốn để tóc của mình tự nhiên hết mức. Nếu như tóc của các bạn siêu khô, siêu dày và thông thường mỗi khi mà các bạn sấy xong các bạn thấy tóc của mình bị phồng quá mức, mình nghĩ rằng Templeton Tonic là một sản phẩm phù hợp. Đây là sản phẩm cung cấp độ ẩm rất là cao cho mái tóc, sẽ khiến cho tóc của các bạn giảm bớt một chút độ phồng. Nếu như mà các bạn muốn một cái sản phẩm thiên về tạo kiểu thì các bạn có thể chọn Matte Cream của Dapper Dan. Những sản phẩm vừa rồi mình giới thiệu thì đều có khả năng bảo vệ mái tóc của các bạn và cung cấp độ ẩm cho mái tóc, và nó sẽ khiến cho những cái sợi tóc đã bị hư tổn rồi nó không bị rối, không bị xù. Chúng ta có thể dần dần loại bỏ những cái phần tóc hư tổn mỗi lần mà chúng ta đi cắt tỉa tóc. Nếu như mà các bạn muốn cải thiện chất tóc của mình hơn nữa ấy, mình nghĩ rằng thứ mà các bạn nên dưỡng đó chính là phần da đầu. Phần da đầu của các bạn khỏe mạnh thì nó mới có thể sản sinh ra những sợi tóc khỏe mạnh và chất lượng. Chính vì thế nên nếu như mà các bạn muốn dưỡng phần da đầu, mình nghĩ rằng các bạn nên lựa chọn những cái sản phẩm hoàn toàn không chứa silicone. Nó nên là những cái sản phẩm có chứa thành phần vitamin B5 hoặc là caffeine. Và một số thành phần khác mà các bạn cũng có thể cân nhắc đó là keratin và biotin. Quy trình chăm sóc tóc của mình nó sẽ kết thúc tại đây, hoàn toàn rất là đơn giản, các bạn thấy không? Chúng ta chỉ cần một sản phẩm dầu gội phù hợp, một sản phẩm bảo vệ tóc của chúng ta kết hợp với việc cắt tỉa tóc hàng tháng. Vậy là các bạn sẽ dần dần có thể nuôi dưỡng những cái sợi tóc khỏe mạnh sau một khoảng thời gian dài. Những cái sản phẩm mà có thể khiến cho tóc của các bạn trở nên suôn mượt ngay lập tức ấy, thì nó sẽ chỉ duy trì được trong một khoảng thời gian nhất định thôi. Còn lại ấy, khi mà các bạn sinh hoạt bình thường ấy, thì đâu lại về đấy. Các bạn sẽ không thể nào duy trì được hiệu quả của nó lâu dài. Chỉ cần chăm sóc tóc của mình tốt bằng dầu gội và bằng những cái sản phẩm bảo vệ thích hợp thôi ấy, thì gần như ngày nào các bạn cũng có thể cảm nhận thấy mái tóc của mình nó rất là khỏe mạnh. Hy vọng rằng qua video ngày hôm nay có thể giúp các bạn biết được rằng làm thế nào để có thể phục hồi mái tóc một cách lâu dài, hiệu quả, tránh việc chúng ta bị mất tiền oan vào những thứ mà nó chỉ mang lại công dụng hiệu quả tức thời thôi. Và toàn bộ sản phẩm mà mình có chia sẻ với các bạn trong video hôm nay thì đều có link ở dưới phần mô tả. Toàn bộ thì mình đều mua tại Tony Barber hết các bạn ạ. Giờ cũng là lúc kết thúc nội dung này rồi. Nếu như còn bất kỳ vấn đề gì, mong các bạn hãy để lại bình luận xuống phần bên dưới, mình sẽ cố gắng giải đáp trong những video lần sau. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video lần tới nha.